Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Syria hãy bảo tồn khu di tích văn hóa. Tin từ Liên Hiệp Quốc, cơ quan UNESCO tố cáo cuộc giao tranh quân sự tại thành phố Aleppo đã hủy hoại di tích lịch sử quốc gia Syria được thế giới công nhận. Đại diện cho UNESCO là ông Dodge trong mọi cố gắng thuyết phục quân đội Bashar al-Assad hãy tôn trọng và bảo vệ các di sản văn hóa quốc gia trước các cuộc giao tranh quân sự vì mâu thuẫn chính trị. Ông Dodge cho biết, khu vực buôn bán tại thành phố Aleppo là trung tâm du lịch tại Syria vì tại nơi đây có những chứng tích lịch sử tượng trưng cho nền văn hóa Syria được UNESCO công nhận và nằm trong danh sách những kỳ quan trên thế giới. Theo báo cáo mới nhất, đã có hơn 1.500 cửa hàng đã bị đạn pháo và hỏa tiễn quân đội chính phủ thiêu hủy. Thành phố cổ thuộc quận Zahari, thuộc khu vực buôn bán sầm uất Al-Kaaba và Al-Nashr, hoàn toàn đã bị đổ nát. Một dân quân đối lập nói rằng quân đội chính phủ Syria đã bất chấp và sẵn sàng pháo kích hoặc anh tạc vào bất cứ nơi nào bị nghi ngờ có sự hiện diện của lực lượng khủng bố và phá hoại. Thành phố Aleppo là trung tâm thương mại giữa châu Âu, Á Châu, nhất là ngành dệt tơ lụa, là nơi có di tích lịch sử được cơ quan quốc tế UNESCO công nhận là một trong những kỳ quan trên thế giới.